Trong những năm qua, đồn biên phòng Yên Cương luôn vững vàng xây dựng thế trận biên phòng vững chắc nơi biên giới, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn, tuyên truyền vận động, hỗ trợ kinh phí, công sức giúp đỡ nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế, xây dựng thế trận lòng dân. Đồn biên phòng Yên Cương có nhiệm vụ quản lý bảo vệ 7 km đường biên giới trên địa bàn xã Yên Cương của huyện Lang Chánh. Đơn vị đã chủ động nắm dự báo và đánh giá đúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, hiệu quả đối với các vấn đề trên biên giới. Đơn vị luôn quán triệt, triển khai đồng bộ công tác biên phòng, tổ chức bảo vệ biên giới bảo đảm an toàn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên cột mốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong những tháng đầu năm 2021, thì cấp ủy chỉ huy đồn biên phòng Yên Cương đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đặc biệt chú trọng đến công tác tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và bảo vệ trật tự an toàn chính trị ở địa bàn biên giới xã Yên Cương. Trong đấy, chúng tôi kết hợp với nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng như dân quân, công an và bà con nhân dân là kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở để thực hiện cái phòng chống hiệu quả cái dịch bệnh COVID-19 để không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới địa bàn xã Yên Cương. Từ đầu năm cho đến nay, đơn vị đã phối hợp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới. Qua đó đã vận động quần chúng cung cấp nhiều tin có giá trị liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới và hoạt động của các loại đối tượng tội phạm. Cùng với đó, đơn vị cũng đã phối hợp với địa phương và lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, chủ động quán triệt triển khai các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn trọng điểm trong các dịp lễ, Tết. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp với lực lượng công an, quân sự địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng theo nghị định của Thủ tướng Chính phủ. Với khẩu hiệu đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới, chăm lo đời sống của bà con nhân dân. Về tình hình nhân dân và địa bàn, thì cấp ủy chỉ huy đơn vị cũng xác định cái nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân Lang Chánh cùng xã Yên Cương đã phát triển cái kinh tế ở địa bàn biên giới xã Yên Cương. Chúng tôi đã đồng bộ thực hiện các cái mô hình như là nhân giống vịt bản địa, mô hình trồng nấm rơm và mô hình trồng vầu để bước đầu hỗ trợ các bà hộ gia đình khó khăn để trong cái thực hiện phát triển kinh tế ở các hộ ở địa bàn. Đặc biệt, trong thời gian qua, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với đảng ủy địa phương trong bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ tăng cường cho các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 để phòng chống dịch bệnh một cách có hiệu quả nhất, kiểm soát người qua lại khu vực biên giới, đường mòn, lối mở. Các cán bộ đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đơn vị luôn chủ động bám dân, bám địa bàn theo phương châm 4 cùng với nhân dân, gần dân, hiểu dân và giúp dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và các chương trình an sinh xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Yên Cương, bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa thực sự trở thành người thân trong đại gia đình dân tộc nơi đây. Từ sự tin yêu đó của bà con, công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực đồn quản lý không còn gặp nhiều khó khăn như trước. Bà con nơi đây đã nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác với các loại tội phạm, kịp thời cung cấp cho bộ đội biên phòng những nguồn tin có giá trị, giúp đồn quản lý chặt chẽ địa bàn, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội nơi miền biên cương của Tổ quốc.